Hello, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. À, một cái chiếc video à, tiếp tục giới thiệu một vài cái sản phẩm đồ làm vườn mới. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. À, đầu tiên em xin nhắc lại số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. À, đối với vấn đề thanh toán thì em sẽ nhận chuyển khoản trước hoặc là nhận chuyển cọc trước sau đó gửi hàng đi cho khách à, và khi mà anh chị nhận hàng về nó có cái khác biệt gì hay là nó có lỗi làm gì mà em không có báo trên video thì cả nhà mình có thể liên hệ lại thì em sẽ xử lý hết và rất là có trách nhiệm với những cái món hàng mà em đã gửi đi cho anh chị anh chị hết cho nên là mua hàng bên em thì anh chị cứ yên tâm à. à đầu tiên trong video này thì em sẽ giới thiệu một cái chiếc dao của thương hiệu suki cái dao này thì trước đây em có bán một lần rồi và chuyến này nó về được à, hình như được có hai ba cây gì ta thôi nhưng mà hiện tại thì khách đã chốt hiện tại chỉ còn có một cây ở trên bàn thôi ha à, cây này thì của thương hiệu siêu ki rất là nổi tiếng rồi và thương hiệu này thì anh chị mình thường hay gặp ở cái cưa cưa các cành siêu kỳ gomboy đó cưa siêu kỳ dòng gomboy thì mình gặp nhiều lắm và riêng cái cây dao này thì lần trước em bán thì khách rất là thích tại vì thứ nhất là cái kiểu mẫu của nó rất là thời trang luôn nhìn nó rất là hay ha để cho anh chị chú bác nào mà mình ngoài làm vườn ra thì mình có thể đi du lịch giả ngoại đi picnic, cắm trại hay đi rừng đâu đó thì mình sử dụng cái cây này nó đầu tiên là về cái chất lượng nó là chất lượng cao thứ hai nữa là thiết kế nó rất là đẹp cây này thì cái size lưỡi của nó là 240 ml à, Mã của nó là 555 gạch 24. Đó, mình có thể tra thử ở trên cái website của kỳ này thì những cái mã hàng này họ cũng có những cái thông số và những cái à, à, giới thiệu ở ở trên cái website của họ ha anh chị. À, cây này của Nhật Bản, made in Japan ở đây ha. Nó là một cái chiếc dao à, làm vườn đi rừng à, nhưng mà người ta thiết kế thêm cho mình một cái à, cái bao đựng ở ngoài như này, đây cái bao đựng ở ngoài như rất là xịn anh chị ha, cũng giống như những cái chiếc cưa thì đối với cái dao hay là những cái món hàng khác của suki thì họ thường là thiết kế rất là chỉnh chu luôn về phần mặt thiết kế thì nó không phải chê rồi anh chị, một cái món đồ nghề một cái dao đồ đó bình thường thôi nhưng mà người ta thiết kế đẹp cỡ này thì À, mình nếu mà mình mua dạng siêu tầm thì mình cũng có thể thử những cái cây này anh chị ha kiểu mẫu nó rất là đẹp luôn à, cái bao này thì bên ngoài nó là bằng nhựa nè chỗ này thì ốp một miếng nhôm màu kim loại ở đây anh chị ha còn cái phần màu đen này bằng nhựa ở đây thì nó có một cái à, à, cao su để mình gắn vô trong thắt lưng nè hoặc là trên trên à, chân gì đó để mình gắn vô à, khi mà mình à, mang đi thì mình bắt vô đây thôi mình khỏi cần phải cầm nắm hoặc là mình đang à, mình đang làm việc á, thì cái này mình để vô đây nó rất là tiện ha hoặc là mình bảo quản sau khi mình sử dụng thì nó cũng uh, uh, sử dụng cái này Ở đây thì là miếng giấy thôi anh chị Còn khi mình về mình tháo này ra thì chỗ này nó có ghi chữ là Nata à, Nata là cái dòng của cái dao này, cái dòng dao Nata anh chị ha Dòng dao nó siêu kỳ Nata 240mm uh, Mét Japan người ta dập ở trên cái lưỡi luôn à, Cái loại Nata này thì người ta sẽ vác hai mặt này Nó giống như là À, những cái, cái dao kiểu bình thường của việt nam mình ở đây cũng là mài hai bên đó anh chị à, có một số loại của nhật bản thì người ta sẽ vác một bên mặt thôi. chứ chứ không, không làm hai bên như vậy à, tay phải tay trái gì đó nhưng mà riêng cây này thì à, người ta làm hai bên à, cái kiểu thiết kế của họ thôi cái này là nó chưa có tháo luôn em mới vừa tháo xong à, rất là xịn anh chị ha mình cầm trên tay nó rất là đầm tay à, kích thước tổng thể của nó sẽ được là tổng luôn cả phần cán là được 425 và phần lưỡi là 240 cái sống rất là dày luôn để em đo luôn cái sống cho anh chị ha cái sống nó được khoảng từ 5 cho đến 6 Billy đây rất là xịn luôn anh chị ha bên ngoài này người ta sẽ mạ cho mình một cái lớp kháng gỉ à, thứ nhất là để nó kháng à, chống gỉ khi mình sử dụng thứ hai nữa là về à, mặt thiết kế nhìn nó thì nó cũng khá là đẹp khi mà mình mạ cái lớp này lên à, thì nó kháng gỉ và nó cứng nó đẹp anh chị ha đây cái phần lưỡi người ta vác như này này đó rồi cái cán thì bọc cao su cầm rất là chắc tay ha kể cả khi mà mình thao tác ở môi trường ví dụ trời mưa hay là những cái cây gỗ đó nó có bị nhựa nhiều quá thì cái, cái phần cao su này nó cũng giúp cho mình bám tay rất là chắc và an toàn lao động cho mình anh chị ha và cái cán này kiểu cao su như vậy thì nó cũng rất là đẹp chữ siêu kỳ người ta dập ở trên đây siêu kia là cái thương hiệu là của cái con này này đó cái con vật của nó Mách in the người ta dập ở đây anh chị chữ the ở, ở đây ha rất là bén nha anh chị à, cái phần cán á, thì nó sẽ à, thiết kế như này là nó ốp hai miếng vô à, cái phía miếng thép này là thay vì ở đây những cái con dao khác thì mình chỉ là một cái nhọn xuống thôi còn cái này nó có những cái ngàm như này nè cho nên là khi mà anh chị sử dụng á, mình không có sợ mà nó bị đang đang làm vậy mà nó rớt cái, cái lưỡi ra thì nó nguy hiểm anh chị ha cái loại này thì không bao giờ mà rớt nổi đâu tại vì ở trong đây có những cái ngàm này nè nó rất là cứng nó chắc à, bám lại anh chị ha. À, khi mình tháo ra thì nó sẽ như này. Đây cái là cái cao su. Rồi, còn cái phần này là cái phần 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 thép nguyên miếng thép của nó ở đây luôn đó anh chị. À, người ta làm rất là xịn ha. Bởi vậy tại sao mà à, cái thương hiệu Siêu kỳ nó có từ rất là lâu rồi và kể cả à, những cái nước khác mà trong đó có Việt Nam mình đều rất là thích sử dụng cái thương hiệu này. Những cây cưa của Siêu kỳ mà anh chị mình đi tìm hàng bãi mà nó đã cũ kỹ dữ lắm luôn rồi, mình vẫn thích mua cái này mình, mình làm chắc lại là nhanh chị tại em để sơ sơ thôi thì nó sẽ chắc lại như nãy đó mình vẫn thích mua uh, những cái cây mà mặc dù nó là hàng cũ rồi tại vì dù là người ta đã qua sử dụng rồi nhưng mà về cái chất lượng của nó và cả người ta chỉnh chu từng cái chi tiết thiết kế như vậy á thì mình xài rất là bền và rất là thích khi mà mình sử dụng uh, rồi right. ở đây thì người ta có ghi là uh, một số cái uh, để chỉ sử dụng để mình uh, À, nhà chặt cây nè, mé nhánh nè, mình để đi du lịch giáo ngoại hay gì đó này ha, chặt rễ cây nè, à, vân vân hoặc là để mình mình chặt củi cũng được luôn. À, đó những cái công dụng người ta có vẽ hình ở trên này cho mình rất là đẹp. Cây này rất là đẹp và xịn lắm anh chị. À, cây này thì nó sẽ chỉ được sản xuất và bán tại thị trường của Nhật thôi. Đó, chỉ được bán ở Nhật Bản thôi cho nên là à, mà nó có mấy chữ Made in Japan ở đây là hàng nội địa Nhật anh chị à, cây này thì giá của nó sẽ là 1950 1950 và hiện tại em chỉ còn có một cây thôi anh chị nào thích thì mình có thể chốt giúp em mã là giao siêu kỳ giá 1950 ha và cây này nếu mà anh chị thích nữa thì mình có thể đặt hàng thì khoảng hơn một tháng nữa thì em mới về lại thêm mà cũng về ít thôi anh chị Tại vì giá nó cũng cao lắm Chứ không phải là rẻ đâu cho nên là là không không phải về nhiều số lượng giống như là những cây cưa à, chỉ về ít một lần cũng ba bốn cây thôi cái này giá là 1950 rất là xịn luôn anh chị nào mà mình mình sưu tầm á, thì mình nên sử dụng cái này hoặc là mình hay đi picnic giả ngoại rồi đó đi rừng rồi tham quan rồi ha mình cầm theo cây này rồi rất là xịn luôn 1950 là cây cưa siêu kỳ à cây dao siêu kỳ À, những cái cưa siêu kỳ hay là cưa isinoko gì đó thì à, à, hôm nay em không có giới thiệu nhưng mà hiện tại em vẫn à, còn hàng anh chị ha tại vì em mới giới thiệu ở video trước rồi à, như em đã có nói thì à, đồ làm vườn á, thì là em sẽ có số lượng cho nên là không phải là, là giới thiệu qua rồi là nó hết nha chị nó sẽ có số lượng cho mình Cho nên anh chị nào cần á, thì mình có thể nhắn với em là cái mã cưa đó nó còn hay không thì em sẽ check kho và em sẽ báo lại với anh chị ha À, tiếp theo là em sẽ có hai cái con dao à, của Sakamoto thương hiệu là Sakamoto và họ sẽ rèn thủ công anh chị à, cái cây lúc nãy á, thì không phải là thép không gỉ nha nhưng mà bên trên người ta có mạ một cái lớp à, à, kháng gỉ và của thương hiệu Suki rất là nổi tiếng rồi còn cái cây này á, thì nó là của thương hiệu Sakamoto Aklang Sakamoto là một cái thương hiệu cũng khá là cao cấp của Nhật Bản và người ta rèn thủ công những cái sản phẩm dao à, kéo của người ta ha. Ở đây em có hai cây nó nó y chang nhau thôi nhưng mà nó chỉ khác ở chỗ một cây có cái gờ để mình chống mẻ này với một cây thì không có. Cái này thì không có cái gờ ha. À, em giới thiệu trước cái cây này. Nó là hàng mới chưa sử dụng như này nha anh chị. Cán gỗ. Cái dạng làm thủ công á, rèn thủ công á chứ chứ không phải là dạng nơi làm à, kiểu thiết kế thời trang như là cái dao lúc nãy của siêu kỳ sắp tới thì em có về cái cây cái, cái rìu á thì khi nào hàng về thì em sẽ giới thiệu cho anh chị ha cái rìu để mình chẻ củi á nguy hiểm quá rồi quá xuất sắc luôn cái này thì mình cũng dùng để mình chặt hoặc là đi rừng làm vườn làm rẫy gì đó hoặc là ở trong nhà bếp thì nếu mà anh chị ứng dụng cũng được thôi À, cũng tùy mình anh chị ha Nhưng mà người ta sản xuất ra là để mình làm vườn Để à, à, chặt cây mé nhánh à, Tổng à, kích thước của nó sẽ được là Tổng chiều dài bao gồm cả cán luôn là được à, 36cm này Rồi à, phần lưỡi là 180 đó, Phần lưỡi ở đây người ta có dập này 180 tức là 18cm phần lưỡi anh chị ha Cái này thì họ sẽ vác một bên này để nó khác với cây lúc nãy nè người ta sẽ sẽ chỉ mài bên này thôi mài phía bên này thôi và cây này sử dụng à, tay phải nha anh chị anh chị nào tay trái thì cầm cây này thì nó sẽ bị ngược á, khó để thao tác còn cây lúc nãy thì tay phải tay trái gì mình cũng xài được hết luôn cái này thì nó bằng thép đen và người ta làm cái mẫu thiết kế nó cũng khá là đẹp ở trên này nè thay vì như bình thường thì để bình thường thôi người ta không để người ta làm kiểu như nó vân 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 mà chìm như này này à, anh chị thấy ha nó không phải như những cái dao bình thường đâu đó, vân 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 chìm chìm nè nhìn nó rất là đẹp luôn nhìn nó có cái giá trị nó tăng lên liền đó anh chị ở đây thì người ta dập cái chữ nhật và cái chữ này em nghĩ chắc là chữ sakamoto đó anh chị cái hiệu người ta ha rồi ở đây là kích thước 180 mươi à, cái bản của nó dày được cái sóng lưng đó, nó dày được khoảng 7 mm rất là dày đây đây là phía sau của nó này à, nghề cái chui rồi làm rất là chắc chắn nha à, cái phần cái, cái cái lưỡi dao thì ở dưới này nè nó giống như những cái lưỡi dao của việt nam nhưng mà đều người ta làm chắc hơn à, ở cái chỗ này người ta có thêm hai cái uh, con ốc nè à, nó sẽ là cái dạng mà thẳng xuống như này cái chui thẳng xuống như này còn riêng cái cây lúc nãy thì nó sẽ khác biệt thôi còn cái uh, mọi thứ thì nó cái này thì họ làm cũng rất là chỉnh chu mình cầm rất là chắc tay nha không có bị liệu yểu không có bị sụp xịt gì hết trơn á à, cán thì là cán gỗ tự nhiên luôn xuất sắc mã vạch đầu đây ha anh chị ha một số cái lưu ý khi mình sử dụng để đảm bảo an toàn Đó. đây cây này thì là bằng thép đen nha anh chị là thép bình thường chứ không có mạ kháng gỉ gì hết nha cái này thì mình mài đồ nó rất là dễ dàng anh chị thao tác sử dụng giống như là những cái cây dao mình mua ở đây thôi nhưng mà được cái là cái thép người ta à, tôi luyện nhiều hơn, rồi thương hiệu lớn hơn của Nhật thì à, giá nó sẽ nhỉnh hơn chút xíu nhưng mà tương đương đợi thì mình nhận lại được cái chất lượng nó cao hơn, nó bén à, hơn, à, bén bền hơn, xài lâu bền hơn, à, thao tác nó dễ dàng nhanh chóng hơn anh chị ha. À, cây này thì nó sẽ kèm cho mình một cái cái bao để mình bảo quản như này, cái này thì nó bằng da bình thường thôi. Ở trong đây nó có cái cuốn à, cái miếng à, giới thiệu về về thương hiệu à, cây này thì giá của nó là 1 triệu một triệu mốt nha anh chị chốt cho em mã là dao một tám mươi ha là giá một triệu mốt một cây cây dao của Sakamoto hàng nội địa nhật và người ta rèn thủ công nha anh chị đây rồi cái cây tiếp theo là nó cũng y chang, về thiết kế nó y chang luôn. cùng thương hiệu mọi thứ nữa, nó y hệt như vậy, kích thước cũng y hệt luôn. Nhưng mà nó có thêm một cái miếng chỗ này gọi là cái g chống chống mẻ đó anh chị. Ở khi nhiều khi mình chặt xuống dưới mặt uh, uh, mặt đất hay gì đi thì nếu mà mình chặt bằng cây này thì uh, lỡ mà phía bên dưới nó có cái đá hay là nó quật cứng gì đó, thì nó bị mẻ cái lưỡi của mình còn riêng cái này thì nó sẽ bị chặn lại nó gặp cái gờ này rồi chặn lại thì nó sẽ nó hạn chế nó mẻ cái, cái, cái lưỡi dao của mình hơn tại vì hàng mình mua cũng giá cao mà cho nên là người ta sản xuất thêm này đó, nó khác ở chỗ là cái này không có cái g, còn cái này có cái g thêm anh chị ha Còn mọi thứ là nó y chang luôn, cũng dập hiệu ở đây à, Và cái này nó cũng vác một bên, giống như cái kia luôn đó anh chị Và cũng sử dụng tay phải nha Anh chị tay trái thì mình đợi những cái dao tay trái khác anh chị ha Atlan Sakamoto, này cán cũng bằng cán gỗ tự nhiên luôn Cán gỗ tự nhiên này là cái cán nó rất là à, cứng chắc Chứ không phải là cán giống như là những cái... À, Uh, những ví dụ như cái cán này thì không phải nha anh chị. Cái cán này thì nó cũng là cán gỗ này nhưng mà cái gỗ này nó không bằng gỗ này. Gỗ này nó nhẹ lắm. Uh, nó nhẹ thôi chứ không phải là như cái gỗ của cái dao này đâu. Này là nó nó xịn từng cái lưỡi cho tới cái cán luôn đó anh chị. Tổng dài của cây này thì cũng tương đương như vậy, nó cũng sẽ là uh, 35.5 và cái uh, cái bản uh, dày là 7 cm 7 mm và cái chiều ngang của nó là được khoảng 5.5. Cây này thì nó mắc hơn cây kia 50.000, giá của nó là 1.150 à, à, Giá 1.150 cho cây có cái g ha và cây bình thường như này thì không có cái g giá là 1.100 à, Anh chị à, mình sử dụng cây nào thì mình có thể liên hệ với em Và ngoài ra thì à, à, những cái sản phẩm đồ làm vườn này thì em có một cái fanpage cũng như là một cái kênh shopee anh chị nếu mà mình à, có thể tham khảo thêm về hình ảnh và giá cả cũng như là giới thiệu sản phẩm ở trên hai cái kênh đó em sẽ để ở dưới phần à, mô tả anh chị ha những cái hàng này thì là hàng mới chưa sử dụng và nó sẽ có số lượng cho nên là anh chị à, lúc nào mình cần thì mình có thể liên hệ lại với em rồi à, tiếp theo là em sẽ có hai cái cây cưa ngắt nè cây cưa lá hẹ gọi là cây cưa lá hẹ anh chị ha có nhiều anh chị thì gọi là cái cưa lá hẹ còn có nhiều người gọi cũng là gọi cây cưa lá lúa nữa giống như cây dũa vậy đó anh chị em có hai cây cây này thì nó là bằng cái lưỡi nó bằng thép không gỉ nè nó là một cái trường hợp đặc biệt thông thường thì lưỡi cưa người ta sẽ không làm bằng thép không gỉ tại vì nếu mà mà cái lưỡi mà nó mình cưa bằng thép không gỉ thì nó sẽ bị giòn dễ gãy À, nhưng mà riêng cái lưỡi này thì do nó ngắn lắm nó nhỏ xíu mini thôi cho nên người ta làm bằng à, thép không gỉ để mà mình thao tác nó nhanh gọn và nó đẹp hơn à, đây anh chị ha này là của à, thương hiệu SK11 rất là nổi tiếng nè à, mã của nó là m gạch 5 à, size là 210 ml là tổng dài á tổng dài là được 210 ml thôi à, à mắt in Japan ha mã của nó là đó mã của nó đây đi ít M, gạch 5 cán gỗ cây này thì hôm trước em có giới thiệu một lần rồi ờ, cây này thì không phải là hiếm anh chị ở đây thì em thấy các anh chị mình bán hàng bonsai đồ đó cũng có bán cái cây này cũng khá là nhiều cũng có nhiều kênh bán cái cây cái cây cưa này để mở cái này ra và cái giá của nó thông thường là tầm khoảng từ 300 đến ba trăm rưỡi một cây tùy kênh anh chị ha ờ, nhưng mà cái giá của nó là tầm đó chứ nó cũng không có rẻ hơn Đây. Cái này thì nó nhỏ xíu và gọn lắm cho anh chị nào mà mình làm mà kiển á, mình chơi kiển làm bonsai đồ hoặc là nhà mình cây nó nhỏ nhỏ thì mà cái mình muốn xài cây nhỏ nhỏ gọn gọn thôi thì mình lấy cây này. Cây này nó là dạng cưa gấp nha anh chị, mình gấp lại như này này. À, nó nhỏ xíu luôn. À, khi mình gấp lại thì nó chỉ được có 12 thôi à. à và khi mình mở ra thì nó được 210. Đây là cái răng của nó đây răng anh chị ha. Đó k uh, SK11 người ta dán trên này và ở trên cái thân thì người ta không có dập mắt in the band gì hết trên lưỡi cũng không có luôn um, điều đặc biệt đó là một số cái cây cưa khác ví dụ như cây cưa này thì trên lưỡi người ta cũng không dập mắt in the band luôn anh chị tại vì cái lưỡi nó lá hẹ nhỏ xíu à người ta dập rất là khó ha và thay vào đó người ta sẽ dập ở trên cái cán hoặc là trên cái bao bì người ta thể hiện cho mình ha chứ không phải là cưa dởm cho nên là trên này nó không nó không có dập mắt in the band không phải nha anh chị những cái loại cưa mà cái lưỡi nó lớn hơn thì những cái thương hiệu người ta hay dập chữ lên, còn này nó nhỏ quá anh ta không dập. Riêng cái SK11 này thì người ta sẽ để ở trên cái bao bì, người ta không có dập trên cái cán luôn tại vì cán này là cán bằng gỗ. À, cái này thì dùng để mình cưa ngách, cưa những cái nách lá, những cái cây kiển, cây bonsai, cây ăn trái gì đó của nhà mình anh chị ha. Nó nhỏ gọn cho nên là mình mang theo nó rất là dễ và mình bảo quản nó cũng không có chiếm diện tích nữa. À, cái này thì giá của nó là 300 000 nhưng mà Do là lần đầu tiên em về cây này Cho nên là em bán giá 280.000 Để giới thiệu đến anh chị ha à, Chuyến sau về thì sẽ có sự điều chỉnh giá à, Lần này thì giá của nó là 280.000 nha anh chị à, Giá niêm yết ở trên Shopee đồ nọ kia Thì cũng là 300.000 Chứ chứ không có bán rẻ hơn Cái này là tại vì à, em giới thiệu Cái sản phẩm mới lần đầu tiên về Cho nên là em giảm 20.000 Còn 280.000 cho cây cưa này Mình chốt giúp em mã là cưa lá hẹ cán gỗ Giá 280 ngàn nha anh chị Cưa lá hẹ cán gỗ Rồi em mới về thêm được cây cưa này Cây cưa này là lúc trước em có bán cũng nhiều á Và nó cũng hết hàng cũng lâu Mới về được lần này thôi Và về cũng số lượng cũng nhiều Cho nên là anh chị nào mình nếu mà mình có bán lại hay gì đó Mình có thể liên hệ lại với em cũng được Cây này của thương hiệu Isinoco Và mã của nó là 0530 Là một cây cây cưa lá hẹ mà được rất anh chị uh, trước giờ rất là thích nè và khi mà em bị hụt hàng uh, thì anh chị hỏi rất là nhiều nó có cái chữ mít in Pen ở trên bao bì anh chị ha Isinoco là cái thương hiệu rất là nổi tiếng và uh, em cũng đã có giới thiệu rất là nhiều cái dòng cưa của nó gồm có uh, cưa uh, cây cưa này hoặc là cây cưa 210 ml uh, hoặc là cây cưa thẳng mà khoảng uh, 270 300 ml uh, trong đó có cây cưa mà um, cán gỗ luôn nói chung là thương hiệu này uh, thì nó uh, không nổi tiếng ở Việt Nam bằng cái thương hiệu siêu kỳ thôi nhưng mà về chất lượng người ta cũng là một cái thương hiệu rất là lâu đời rồi tại vì hồi xưa người ta không có làm bán quốc tế người ta chỉ làm bán nội địa thôi cho nên mình mình tiếp cận với nó trễ hơn so với cái siêu kỳ. chứ không phải là hàng giỏm nha anh chị với cả là À, mình thấy cái giá của nó sẽ mềm hơn cái siêu kỳ à, là do họ thiết kế để cho cái giá thành nó rẻ hơn à, ví dụ như cái cây siêu kỳ thì cái, cái, cái thiết kế nó đẹp giống như là cây dao nè hoặc là cây cưa thì người ta làm cái cán bọc cao su rồi người ta thiết kế những cái hộp để mà mình đựng để kèm theo luôn à, riêng cái uh, Isinoco thì người ta về cái chất lượng lưỡi cưa thì nó cũng không thua kém đâu à, nhưng mà về cái thiết kế người ta sẽ không có quá chú trọng 100% như là siêu kỳ cho nên là về mặt cảm quan mình nhìn thì mình thấy cây cưa này nó không đẹp bằng cây cưa siêu kỳ nhưng mà thật ra thì chất lượng thì nó cũng rất là đáng để mình sở hữu anh chị ha cái cây này thì nó là cây cưa lá hẹ rất là đẹp luôn cây này thì tổng dài của nó khi mình bung ra thì nó được là 265 phần lưỡi của nó là 12 tức là 120ml đó mình dùng để cưa cưa ngách cưa những cái góc hẹp nhỏ nhỏ nè ở đây thì người ta làm cho này nó nhỏ xíu luôn ở trên cái đầu này cho nên là anh chị đưa vô những cái góc hẹp rất là dễ dàng ha à, cái này thì cầm nó rất là đầm tay à, rồi cái này thì à, khi mà mình sử dụng cái lưỡi này nó bị hư á thì mình có thể thay cái lưỡi khác và uh, Isinoco người ta có thiết kế những người ta có bán những cái lưỡi thay thế riêng cho từng cái dòng cưa mà người ta uh, đưa ra thị trường luôn uh, cái lưỡi này thì uh, cũng giống như những cái lưỡi cưa khác thì họ sẽ mạ một cái lớp kháng gỉ ở trên này cho nên là mình nhìn nó bóng bẩy nhưng mà nó không phải là bằng thép không gỉ anh chị ha nó bằng uh, thép uh, uh, thép công cụ rồi sau đó người ta uh, thép của nó là SK 85 này rồi sau đó người ta sẽ mạ một cái lớp kháng gỉ lên để nó độ bền nhưng mà cây cưa nào nó cũng gỉ thôi chỉ duy cái cây cưa thép không gỉ này thì cái độ kháng gỉ nó cao hơn thôi còn những cái cưa này thì chắc chắn mình sử dụng thì nó sẽ phải có gỉ nhưng mà nó gỉ rồi thì mình vệ sinh hoặc là mình mình dũa sơ thì nó vẫn bén lại như bình thường chứ nó không phải như những cái cây cưa mà cho nổi khác những cái loại thép không có xịn khác thì nó gỉ xong cái là nó mục luôn đó vì sao mà anh chị à, chấp nhận bỏ số tiền cao hơn nhiều so với những cây cưa người ta bán nhan nhãn ở ngoài cũng có 200-100 một thôi nhưng mà mình không mua mình mua những cây của thương hiệu nhật thì về chất lượng mình nhận được thì nó khác biệt hai cái cây này á, thì cây nào nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm hết à, riêng cái cây này thì ưu điểm của nó nhiều hơn nè ưu điểm thứ nhất là mình khi mình sử dụng á, à, sau khi cái lưỡi này bị lỡ mà nó có gãy có hư có cũ có lục á, mình, mình có thể thay thế được cái lưỡi còn cái này thì nó đóng cứng ở đây luôn mình không thay thế lưỡi được mình xài một thời gian xong mình bỏ luôn nó không thay thế lưỡi được anh chị ha rồi thứ hai nữa là cái này nè nó có cái con ốc cho nên là khi mà anh chị xài lỡ mà mình mình gắn vô xong mình xài một thời gian cái đó mình thấy nó hơi rơ rơ đó, thì mình dặn lại được mình dặn lại thì cái lưỡi này nó cứng lại luôn thì mình cho cái cảm giác là không có bị rơ lắc mình cầm chắc tay mình cưa rất là à, êm tay ha còn cái này lỡ mà mình, mình xài một thời gian cái lưỡi nó chưa hư nhưng mà nó bị có bị rơ hay gì ở đây nè thì mình đâu có dặn lại được đâu nó đâu có chỗ con ốc để để mình dặn và không thay lưỡi được anh chị ha ừ. thì cái nào nó cũng có cái ưu điểm hết cái ưu điểm cái này thì nó bằng lưỡi bằng thép không gỉ và cán gỗ nó nhỏ gọn nữa à, và giá nó mềm hơn cái này Đó. cái này thì giá của nó sẽ là 330 trăm ba anh chị chốt giúp em mã là cưa 0530 giá nữa nó là 330 trăm ba và nó không full bao bì như này nha anh chị full bao bì mới cái cán cầm rất là xịn luôn. Nói chung cây cưa này rất là xịn và anh chị rất là thích á. 330 000 cho một cái cây cưa gốc hẹp, cưa 0530. Rồi, à, tiếp theo là em sẽ có cây dao à, ghép cành. Dao ghép cành thì em có hai mẫu này. Mẫu này thì luôn luôn có này. À, của, của thương hiệu Onfa mã là 34B. Cây này là cây dao rọc giấy nhưng mà do cái thiết kế của nó cho nên là anh chị mình ứng dụng để mình dùng trong cắt ghép cành làm vườn. À, làm cây kiển rồi anh chị ha Nó là một cái cây uh, thân của nó bằng uh, kim loại luôn bằng thép không gỉ luôn uh, nguyên cái thân này bằng thép hết và cái chỗ cái này cái cái vặn này thì nó bằng đồng uh, về kích thước của cái thân của nó sẽ được đó là 11.5 và nó rộng là 2.5 thôi nó nhỏ xíu à rất là gọn tay ha anh chị thấy nó không có bị nặng không có bị bự đâu nó nhỏ xíu gọn lắm nên anh chị sử dụng cũng được và cái lưỡi của nó sẽ là cái lưỡi nhọn như này lưỡi nhọn như này chứ không phải là dạng như lưỡi dao rọc giấy mà mình bẻ được đâu nha anh chị lưỡi nhọn như một cái là lưỡi dao ghép luôn và cái lưỡi này bên em có bán lưỡi thay thế của nó nữa cho nên là anh chị cứ xài ở trong đây sẵn nó có một lưỡi nè rồi sau đó khi mình nó lục á anh chị có thể mua cái lưỡi khác thay thế vô cái cây này và cái cây này xài hoài nó không hư tại vì nó là bằng kim loại đó cái này thì onfa một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của nhật và mình thường hay gặp những cái như là uh, dao rọc giấy nè những cái sản phẩm uh, dao rọc thủ công hoặc là những cái sản phẩm mình sủi đục Đồ uh, của anh chị bên làm nghề mọc đồ đó thì mình hay gặp cái thương hiệu này Martin uh, in the ở đây anh chị ha cái này giá của nó là 165 trăm sáu mươi mình chốt với em là dao ghép onfa hay gì đó anh chị ha cái này thì em luôn luôn có hàng à, em mới về thêm được cái cây dao ghép cành của Uh, kakuri kakuri này uh, thì nó là dạng ghép cành uh, uh, cái cái kiểu nó cổ điển nè đó là cán gỗ và nó có cái uh, bao gỗ để mình kèm theo anh nó sử dụng bằng cái thép để mình làm dao đó thép thép đen đó anh chị dạng này thì mình có thể mài lại để mình sử dụng về cái này thì mình mài lại ha khi mà nó lục thì mình mài lại sử dụng uh, cái cán của nó thì bằng gỗ phía sau người ta có dập cái chữ nhật ở đây À, tổng kích thước của phần lưỡi, tổng phần này luôn ha, là được 7.5 nè Còn cái lưỡi này người ta vát sẵn cho mình như vậy Mình về thì mình sử dụng liền thôi Nó rất là bén nha, và bén rất là bền Và khi mà nó lục thì anh chị mày lại rất là dễ dàng ha à, Kèm theo cho mình một cái đồ để mình đậy lại Đậy cái dao lại Vừa bảo quản vừa an toàn Khi mình để trong cái giỏ đồ nghề Hay là mình sử dụng Anh chị hay mình mang theo Nó rất là an toàn luôn Đó, Khi mình đậy lại luôn Thì nó sẽ tổng được là 19cm Cái này thì nó cũng là hàng nội địa nhật Đó, Hàng nội địa nhật luôn anh chị ha. Giá của nó sẽ là 315.000 Mình chốt cho em mã là dao ghép cành cán gỗ 315.000 cho cái này à, Full bao bì nha anh chị Hàng này là hàng mới chưa có sử dụng À, thôi để để sao đi hàng mới chưa sử dụng full mới vậy đó những cái cây này nè em thấy anh chị bán hàng à, second hand á, hàng đã qua sử dụng thì mình bán tầm cũng khoảng hai trăm mấy ba trăm thậm chí là ba trăm mấy bốn trăm cũng tùy hiệu nữa là đã qua sử dụng cũ rồi đó ha à, cho nên là nếu mà anh chị nào thích cái mẫu này mình có thể lấy cái cây mới này về mình xài cũng được em có, có một cái cây liềm cắt cỏ Cây liềm này thì dạng liềm lưỡi mỏng và nó không có răng cưa cây này thì dùng để mình mình cắt cắt rất là ngọt ha những cái cây gỗ những cái cây cỏ mà cái thân nó mềm đó thì mình cắt bằng cái cây liềm này nó rất là ngọt luôn hoặc là mình ứng dụng vào những cái công việc khác trong việc làm vườn của mình cái này thì không có răng cưa cho nên là những cái cây cỏ mà thân nó cứng một chút xíu thì mình cắt cái này thì nó nó bị trượt nó không có đi được nó không có đứt được anh chị ha cho nên lưu ý là cái này nó lưỡi mỏng và lưỡi bén không có răng cưa phù hợp để mình cắt những cái cây uh, cỏ nó thân mềm cái này thì uh, sai lưỡi của nó sẽ được là uh, phần lưỡi nha là được 10, 13 này tổng chiều dài cái phần cán là được uh, 33 thiết kế nó sẽ vuông vuông như này nè anh chị đó là hàng nội địa nhật đó đây, cái một đống chữ nhật ở đây rồi lưỡi này thì rất là bén nhưng mà nó mỏng nha anh chị nó không dày đâu lưỡi thì rất là bén ở sao người ta dập hiệu nhật này bén ngót luôn nhưng mà nó mỏng thôi để mình mình thao tác mình cắt nó dễ dàng đó cầm để cắt ha cái này mình dùng tay phải vậy nè anh chị sử dụng tay phải nha rất là bén rồi đem bỏ vô cái em báo giá giá của nó sẽ là 295 000 mình chốt giúp em mã là liềm cắt cỏ 295 ha. Còn cái cây liềm thép không rỉ mà uh, có răng cưa đó thì em đang hết hàng rồi, khoảng uh, hơn 2 tuần nữa nó mới về thêm. Còn uh, cây này thì em đang có này, liềm cắt cỏ giá 295 000 kén cán thì bằng gỗ tự nhiên luôn. Rồi tiếp theo là em có hai cái uh, cây dũa uh, lưỡi cưa. Uh, cái dũa này thì là của thương hiệu uh, Tesu Bosan. Hàng nội địa Nhật anh chị ha. Tsubosan uh, RH nghịch 1 Cái này thì em bán cũng nhiều đó. Uh, Nó là dạng không có cái cán sẵn Không có cán sẵn và nó chỉ là cái lưỡi dũa như này thôi uh, Tổng dài của nó sẽ được là 11 Và cái phần dũa Cái phần có răng dũa đó thì nó sẽ là 7cm uh, đó. Nó là dạng uh, lá hẹ, lá lúa đó anh chị Để mình đưa vô những cái lưỡi cưa uh, Mình mình dũa khi mà cái lưỡi cưa mình nó bị lục Bị cùng ha mình đũa lại cái này mình về mình tra cán vô hoặc là mình cặm gì mình xài vẫn được thôi anh chị. Nó nhỏ xíu như vậy nè. À, hoặc là cái anh mình đi câu hay là mình sử dụng những cái vật dụng khác mà mình cần đũa cho nó bén cho nó nhọn lại đó thì mình sử dụng cây này. Rất là ổn ha. À, và cái cái thép để người ta làm cái đũa này thì nó cứng cho nên là mình đũa nó rất là nhanh, nó ăn thép rất là nhiều. Mà một cái cây này thì giá của nó sẽ là à, 195 000 cho một cây đũa đó anh chị giá rất là nhiều, cao hơn rất là nhiều lần so với anh chị đi mua cây dũa ở ngoài à, tiệm điện nước hay gì ha, máy in rubber ở đây. Nhưng mà nhận lại thì cái chất lượng của nó cao và mình làm thao tác nó nhanh lắm và nó đúng được cái ý đồ của mình khi mình muốn dũa cái chỗ đó. Nhiều khi mình mua hai ba chục ngàn một cây dũa, mình về mình ngồi mình làm hoài thì nó sẽ không bén được, nó không ăn được thép anh chị ha. À, đây là cây dũa của thương hiệu Tsubosan dùng để dũa lưỡi cưa. Còn nếu như mà anh chị sử dụng những cái lưỡi hoặc là những cái vật dụng mà nó bằng thép hợp kim nó cứng thì mình phải sử dụng cái cây kim cương này chứ cây kia thì vũ nó không ăn ha anh chị. Cây này là của thương hiệu IH. E IHEP e mã của nó là IH4003. Nó là hàng của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc này, mất in China ở đây ha. Thương hiệu của Nhật nhưng mà được gia công tại Trung Quốc. Cái này thì nó có sẵn cái cán luôn và cái phần vỏ của nó sẽ có được phủ một cái lớp hạt kim cương nhân tạo đó. phủ một lớp hạt kim cương nhân tạo và cái đặc tính của kim cương thì nó cứng cho nên là nó nó là một cái vật liệu cứng dường như là cứng nhất trong các cái vật liệu cứng anh chị cho nên là với những cái thép hợp kim à, cao cấp những cái dạng mà anh chị mua hàng đắt tiền á thì thép hợp kim cao cấp nó sẽ cứng lắm và cái cây giũa uh, này nó giũa không được nó không có ăn được cái thép đó thì mình phải chuyển qua cái giũa này À, cây này thì cái dáng của nó cũng là dáng lá hẹ như vậy luôn nó, nó màu vàng rất là đẹp ha Cán gỗ Ta tra sẵn cán cho mình luôn Tổng dài của nó sẽ được là 20.5 à, Cái bảng là 2 Và cái phần giũa thì sẽ được là 9cm à, Độ nhám của cây giũa này là được thăng 300 à, Cái thăng độ nhám này thì nó khác với cái thăng độ nhám của những cái đá mài nha anh chị Đá mài thì thăng 300 là dạng là nó 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 không có dày À để đó để phá còn riêng cái đá kim cương như này á những cái hạt kim cương như này thì thăng 300 là dạng cũng khá là mịn chứ không phải là bị bị quá to cái hạt không quá to đâu anh chị thăng 400 hoặc là thăng 600 là nó mịn nhất còn thăng 300 là dạng ở cái tầm mà mình mình xài phù hợp á chứ không phải là dạng to phá đâu anh chị yên tâm anh chị ha rồi cái này thì giá của nó là 210.000 mình chốt giúp em mã là vũa kim cương vũa kim cương 210.000 nha anh chị rồi em có về ba cái mẫu cái sẻn mini chiếc này chị chỉ có hàng mini thôi không có sẻn to để anh chị mình mua sẻn to ha à, cây sẻn này cây sẻn này thì nó là bằng cán bằng gỗ này hàng nội địa nhật Đấy, đây là hàng đi nhật ha. Cán bằng gỗ và ở trên này thì người ta có tích hợp cho mình thêm cái chỗ một vài cái răng cưa để khi mà mình xẻng xuống lỡ nó cứ gặp uh, uh, những cái rễ cây hay gì cứng đầu á, thì mình cắt được luôn, mình xẻng ra được luôn nó đứt luôn. Uh, tổng dài của nó sẽ được là um, 27 nè, cái phần xẻng là được uh, 13 nhân với rộng được 7.5. Và nó cũng khá là dày đó anh chị. Nó dày nha. Cái này nó dày, nếu mà so với cây này thì nó dày hơn. À, nó dày hơn và nó cầm nó nặng tay nó đậm tay hơn à, kể cả thêm cái cán gỗ nữa rất là xịn ha cây này thì nó có tích hợp thêm cho mình những cái vạch nè để như anh chị nào mình trồng cây trồng hoa đâu đó thì mình cần cái này nó nó tương thích với nhau hay gì đó hoặc là cái cây đó nó cần cái độ sâu bao nhiêu đó ha thì mình có thể canh theo cái cái thước này nó sẵn cái thước này cho mình luôn cái này thì nó bằng thép và người ta mạ một cái lớp uh, uh, rơm cứng thôi chứ người ta không phải là bằng thép không gỉ nha. Cái này là mạ thôi chứ không phải là thép không gỉ. Uh, giá của nó sẽ là xẻng cán gỗ 198 000 cho cây xẻng này. 198 000 cho cây xẻng này, cầm rất là nặng tay anh chị ha và hàng là xịn nha, hàng nội đi Nhật. 198 cho cây xẻng cán gỗ này. Rồi, uh, em có một cái cây xẻng này là bằng thép không gỉ cây này là bằng thép không gỉ nha cái lưỡi này là bằng thép không gỉ và cái thân này cái tay cầm này cũng thép không gỉ luôn và tay cầm bằng thép luôn chứ người ta không có bọc nhựa hay bọc gỗ gì hết anh chị tay cầm đây đó à, cái này của thương hiệu là à, đây là cái thương hiệu nhật và người ta ở dưới ta ghi là garden helper đó mở bạch đồ của nhật hết anh chị ha hàng của nhật bản ở trên đây thì người ta cũng có cái phần này cái cái chia vạch À, cái chữ nhật ở đây nha à, Nhưng mà cái này cái thiết kế của nó sẽ dài nhọn Nhưng mà nó lại à, không có to bằng cái kia à, 15.5 nè Cái bề rộng của nó chỉ có 6 thôi Và nó không có cái chỗ để mình cắt à, à, Cái cái à, rễ cây Đó, Nó bằng thép không gỉ Và so về cái độ dày thì nó sẽ không dày bằng cái này anh chị ha nhưng mà cầm nó nhẹ tay lắm và và với cái độ dài này thì anh chị nếu mà mình phù hợp mình mình trồng cây kiển hay là trồng bông gì đó ở trên vườn sân thượng hay gì đó ha thì mình có thể lấy cây này cầm nó nhẹ tay và nó bằng thép không gỉ cho nên là về cái độ à, thẩm mỹ thì nó cao hơn cái này giá của nó sẽ là 165.000 thôi mình chốt giúp em mã là xỉn thép không gỉ giá 165 rồi à, cái sản phẩm cuối cùng là em sẽ có cái cây sẻn này à, Chuyên dùng cho các anh chị chú bác mình chơi kiển bonsai hoặc là mình trồng hoa đồ nè Nó hay một cái là nó có hai đầu Một đầu là cái sẻn to, một đầu sẻn nhỏ Nhưng mà nó cũng là dạng mini thôi To nhưng mà nó cũng là mini thôi, nó nhỏ xíu hơn ta rất là nhiều đây, đây anh chị ha à, Thân của nó là bằng thép không gỉ à, Stainless steel ở đây người ta dập đây nha anh chị Đó. À, nó là full bao bì luôn và hiệu của nó là Yagi Mitsu Này Yagi Mitsu Ờ, ở phía sau không có ghi chị thêm hết chỉ có mã vạch thôi. À, chỉ có ở trước ghi cái hiệu da ghi miso thôi anh chị. À tổng dài của nó sẽ được là 25.5. Rồi cái phần sẻn to của nó ha là được là được 7 này nhân với 4. Rồi còn cái nhỏ là được 5.5 nhân với có 2.5 thôi, nó nhỏ xíu như này nè anh chị. Đó, nhiều khi cái cây bonsai của mình nó nhỏ xíu và mình cần với những cái vật dụng nó nhỏ. Cái nhỏ như vậy ha mình mới đưa vô những cái à, cái cái chậu cây đó được. Còn cái xẻng này. Đó, để mình làm cái lỗ mình trồng cái hoa đồ đó cũng được anh chị ha. Nó rất là tiện luôn. Và cái thân này thì cũng bằng thép không gỉ luôn. Rồi, cái này thì giá của nó sẽ là 145 000 thôi. Mình chốt em mã là xẻng mini. Xẻng mini giá 145 cái này dễ thương lắm luôn đó anh chị và hiện tại thì em còn ba mẫu sản này đó anh chị sản lớn hơn hoặc là nhỏ hơn gì nữa thì hiện tại em chưa có ha em đang có ba cái mẫu này thôi và hy vọng là các anh chị sẽ thích những cái món hàng trong video này lưu ý là em sẽ có để cái link shopee và cái link fanpage bán hàng đồ vườn chuyên đồ vườn thôi ở dưới cái phần mô tả thì anh chị có thể nếu mình quan tâm mình có thể nhấn vào để mình xem và nếu mình cần sử dụng thì mình có thể mua ủng hộ kênh giúp em anh chị ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều à, và hẹn cả nhà vào những cái chiếc video tiếp theo em sẽ giới thiệu thêm vài cái sản phẩm khác nữa à, nhiều cái sản phẩm khác nữa ví dụ như là đồ gia dụng hay là túi sách à, những cái món hàng đồ làm vườn khác đến với anh chị à, cả nhà nếu mà mình chưa có nhấn đăng ký kênh thì mình có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn theo dõi kênh của em ha khi nào mà em có video mới thì mình sẽ được thông báo mình vào mình xem để ủng hộ kênh anh chị ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều bye bye